Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cảm ơn cái tỉa lông mũi đây. Đó. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là tỉa lông mũi inox. Cái con dao vàng nha anh nhá. Con này thì bên shop đang bán là 30.000. Đợt này thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20k cho một con dao vàng như này thôi. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Dao này thì rất bén các bác. Dùng để dọc giấy này, gọt hoa quả thứ gì rất là ok luôn nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 cho con dao vàng này các bác này. Đây. Rất bén luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Rất bén luôn nhá. Đấy. Rất bén luôn các bác thấy không? Đó. Con này các bác dùng để têm gọt trầu này, gọt hoa quả các thứ này. Đấy, thái rau thái dại rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng, giá sẽ là 20k cho một em dao vàng như này nhá. Dao vàng 20.000 đó. Dao vàng này, giá sẽ là 20k nhá, 20k. Tiếp theo thì một cái sản phẩm tỉa lông mũi bằng inox như này. Con này bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi này thôi. Đấy, 30.000 nhá. Đây. Đây thì cái này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon này các bác này. Đấy, cái này các bác bấm này cho em này, bấm này cho em. Đó, đây, cái lông nó ra này các bác này. Đó. Thì con này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Em chỉ còn có 2-3 con duy nhất thôi. Bán thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ tỉa lông mũi như này nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là 30k này. Đấy, tỉa lông mũi inox giá sẽ là 30.000. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái băng dính trong hai mặt nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để dính ổ điện này rồi dính các cái thiết bị khác cũng rất là ok luôn. Dính ổ điện rồi dính đa di năng nhá, điều khiển với các thứ trên tường mình dính vào rất là ngon. Thì giá thì hôm nay bên shop thanh lý cho bác giá chỉ còn là 20k thôi nhá. 20k cho một cuộn băng dính trong như này. Lên mã giúp cho em là băng dính trong nhá. Giá sẽ là 20.000. Đó, 20.000 cho một cuộn băng dính trong như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Rolex mặt vàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, Rolex mặt vàng rất là đẹp như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 một cho em đồng hồ Rolex như này. Đồng hồ này chạy bằng pin nhá. Đây. Đấy, bằng pin này đang chạy bình thường, có cả đèn báo cho các bác luôn này. À, có cả ngày lịch cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này. Đó, 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái củ sạc xanh các bác này, củ sạc xanh. Con này đang bán là 30.000, đợt này thanh lý nốt cho bác cái giá là 20.000 cho một cái củ sạc xanh như này nhá. Lên cho em là củ sạc xanh, đấy nó chỉ có củ này thôi. Giá sẽ là 20.000 cho một cái nhá. 20k cho một cái củ sạc xanh như này. Đấy, nó sẽ bao gồm là 3,1A và có 3 chân như này, về nhà các bác theo hộ cắm luôn. Em còn vài cái nữa thanh lý nốt cho các bác với giá là 20.000 cho cái củ sạc xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một chiếc khay úp cốc như này thôi. Đó, 60.000, có kèm cho các bác một cái đĩa để các bác hứng đồ bên dưới này luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Bỏ cái xích chó ra này. 60.000 cho một cái khay úp cốc như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đó, 60.000 cho một cái khay úp cốc như này thôi. Đó, thì có cái đĩa ở đây các bác đặt vào, và một cái bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái phần như này thì úp được 6 cái cốc nhá. Úp được 6 cái cốc luôn. Nên cho em là khay úp cốc giá sẽ là 60k các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đùi lò xo nhá. Đấy, con này đang bán là 35.000, lượt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k thôi. Giá này là không lợi nhuận luôn, không lợi nhuận luôn các bác nhá. 30k cho một cái đùi lò xo như này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, và các bác cắm vào các vị trí nào cũng rất là ok luôn. Giá sẽ là 30k cho một cái đùi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đánh bóng xe hơi nhá. Đánh bóng xe hơi nhá. Con này thì gọi là đánh bóng xe hơi thôi, còn các bác dùng đa di năng được hết. Các bác muốn đánh bóng vào đâu cũng được. Các cái bề mặt nhựa, bề mặt nhám này, các bác chỉ cần là cho ra cái bông này, sau đó thì các bác di đi cho em. Đấy, vuốt đi cho em là xe đổ ra đồ nhựa là sẽ bóng hết luôn nhá. Đổ ra đồ nhựa đánh bóng đẹp cho các bác luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một lọ đánh bóng xe hơi như này. Cái này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là đa di năng luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Đây các bác chỉ cần là đánh bóng đi này, đưa vào vuốt đi cái là nó sẽ bóng luôn như này các bác này. Các cái phần nhựa nhám này, lốp này, đấy. Thấy chưa? Đó. Đấy, đánh bóng này rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đó, phủ ceramic luôn. Tăng độ bóng nhá, chống nước rất là tốt luôn. Đấy, ok các bác nhá. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái lọ đánh bóng xe hơi này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xích chó nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ được là
Đây, một chiếc này thì chiều dài của nó đâu đó vào khoảng là 1m2 đến 1m5 các bạn. Đấy. 1m2 đến 1m5 cho một chiếc xích nha. Đấy. Tầm khoảng 1m2 đến 1m5 một chiếc. Giá thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý cho bác cái giá đó là 25.000. 25.000 cho một con xích chó như này các bạn này. Đấy, chiều dài khoảng một từ 1m2 đến 1m5. Đấy là tầm khoảng 1m2 1m5 thì đấy các bạn này. Đấy, đây một con xích như này. Cái này thì gọi là xích chó nhưng mà nó nhỏ hơn một chút thì các bác có thể xích chó con hoặc là xích mèo cũng ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một chiếc như này thôi. 25.000 cho một chiếc như này. Đấy, có đầu đai hẳn hoi như này nhá. Và đây. Đấy, của nó là bằng inox 304, sáng bóng đẹp này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này để các bác quặc vào này. Đấy, còn lại là một cái đầu này để các bác quặc vào cái phần đai của con chó con mèo nhà mình. Lên mã giúp cho em là xích chó mèo nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái xích chó mèo như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm gỗ. Em lên cho bác cái vòng trầm gỗ nhá. Con này thì đợt này về giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, giá chỉ còn là 45.000 cho một con vòng trầm gỗ nha thưa các bác nhá. 45.000 cho một con vòng trầm gỗ như này. Ở đây thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên. Có mùi thơm dịu nhẹ ở đây, có kèm cho các bác là một cái đài sen ở giữa rất là đẹp này. Đấy, đựng trong một cái hộp hàng thanh lý siêu thị nhá. Giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45.000 cho cái vòng trầm gỗ này. Giúp các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, lòng máu huyết lưu thông. 45k trong cái vòng trầm gỗ như này nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Con này thì nó chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Có cả cho các bác là một cái đôi pin để các bác lắp và điều khiển này. Đấy, công suất của nhà sản xuất thì là 120W, cũng khá là sáng luôn. Đây, 120W khá là sáng luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình tích điện ăn cơm ăn nước này. Đấy, sử dụng đa di năng luôn, có cả điều khiển luôn nhá. Quai đeo có cả đèn đỏ cảnh báo này các bác. Đấy, có các chế độ sáng này, có đèn cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một cái cáp để các bác cắm sạc này, một đôi pin và một cái điều khiển như này. Đấy, bao nhiêu thứ như này mà giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. Nên cho em là bóng tròn tích điện nhá. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80k cho một cái quả bóng tròn tích điện như này. Giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ nạo 3 món như này. Cái này bao nhiêu đây? Sẽ bao gồm cho các bác là 3 món như này luôn. Đấy. Một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo này là nạo dọc này, có hai chiều luôn, một bên nạo vỏ, một bên nạo sợi này. Tiếp theo là một cái nạo ngang như này, nạo ngang như này nhá. Đấy, cái này là ngang này, còn cái này thì em gọi là dọc này. Và một con dao như này. Con dao này thì có kèm thêm cả cái nhíp đằng sau để các bác nhổ lông gà, lông cá luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Đấy, một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì hôm nay sẽ là giá tri ân cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này. Lên mã giúp cho em là nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, cho 3 cái luôn. 25.000 cho 3 cái, mua tính ra vào có 8.000 thôi. Đấy, nạo 3 món nhá. Lên cho em là nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho cái nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã xẻng sinh tồn đây. Đấy. Giá sẽ là 250.000 cho một con xẻng sinh tồn như này. Con này thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng vừa làm xẻng vừa làm cuốc cho em cũng ok. Đấy, các bác. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất thép của Nhật thì các bác biết rồi nhá. Ở bên này thì có các bác là dùng để chặt này, bên này dùng để cưa này, cái này dùng để cắt dây này, cái này dùng để vặn ốc này. Đó, và đầu xẻng này thì dùng để đào này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết đi kèm này. Đấy. Có dao dợ các bác có thể lắp vào này, có dao dợ này. Đấy, rồi có cả đầu phá kính kiếc các kiểu này. Đấy, các bác cứ lắp vào cho em là xong. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm đây. Dao thì các bác xoáy vào đây cho em này. Đó, dao xoáy vào đây. Và các bác có thể kết nối vào để mình sử dụng, mình làm chế cháo các kiểu con là điều được luôn. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì một cái con xẻng như này, giá thì đang thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. 250.000, chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi đây, các bác rút đây cho em này. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi 80cm nhá. Đấy, 80cm. Đây, em sẽ đo thực tế cho bác xem. Xoáy vào như này. Ở đây nó có giòn, có ren giếc đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, giòn ren giếc đàng hoàng như này. Đấy. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi đây. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi 78 nhá. 77-78 các bạn. Đấy. 77-78cm. Đấy, cái phần xẻng này thì sẽ là 13 này, gần 13. Gần 13 và chiều dài của xẻng là khoảng 16 nhá. Đấy, cơ bản nó như thế. Đây. Đấy, thì các bác có thể vừa dùng làm xẻng, dùng làm cuốc được luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Đấy. Thép trắng không gỉ này. Xoay như này thì sẽ là thành cái cuốc này. Đấy, các bác theo. Đấy, thành cuốc như này. Các bác dùng cũng rất là tiện này. Đấy, cuốc đất rồi các bác có thể mang trên ô tô để mình đi phượt này.
đấy, hoặc trên xe máy bỏ vào thì nó rất là gọn, các bác có thể tháo ra gấp vào nó rất là gọn luôn. Mang đi rừng đi phượt này, rồi đi các bác đi chế cháo, nói chung là rất là đa di năng luôn. Đó, giá thì cực kỳ hợp lý nhá, có dao có dợ đàng hoàng, bên trong này có cả ốc vít cho các bác, rồi là dùng để đây đánh lửa đánh nhiếc được. Cái tính năng đánh lửa này thì em cũng không dành lắm, các bác có thể dùng được thì các bác dùng thôi. Đó, cơ bản như vậy. Giá thì có cả đầu ốc vít đây các bác này, có cả đầu ốc vít đây. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, rất tiện ích nhá. Đấy, combo cho các bác, và có cho các bác một cái túi túi bằng dù như này để các bác đựng vào này. Đấy, một cái túi bằng dù như này các bác đựng vào mình sử dụng. Nó rất là tiện ích luôn. Một con xẻng sinh tồn như này, giá chỉ có 250 cành thôi. Rất sắc bén quá nhá, rất sắc bén luôn. Và giá thì cũng khá là hợp lý để các bác có thể siêu tầm này, hoặc là sử dụng để mình đi chế cháo, rồi nói chung là đa di năng được luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 250k cho một con xẻng sinh tồn như này, 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con đồng hồ rất là tiện ích này. Đấy, nó bằng LED như này. Về nhà các bác chỉ cần cắm cái cáp này vào cho em là xong. Đó, và nó sẽ hiển thị giờ thôi, hiển thị giờ ở đây. Thì các bác có thể vừa dùng làm đồng hồ vừa làm đèn ngủ, có thể lắp pin được này. Có thể lắp pin vào đây cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con đồng hồ LED này, 140.000, rất là tiện luôn. Đây, số nó sẽ nảy đúng mô phỏng như trên hình như này các bác này. Đấy, to rõ ràng. Vừa để làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ xem giờ luôn, khá là tiện các bạn. Lên cho em là đồng hồ LED. Giá sẽ là 140k nhá, 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn pin hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật đây. Made in Germany này. Đó, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Có một cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn Wi-Fi nhá, có một cáp sạc luôn. Đây, bật nguồn lên các bác này. Đó, và có chức năng là tắt bật tự động này, chỉ cần gạt qua này thôi. Ở đây nó sẽ có hai con mắt cảm biến này. Đấy, một con bật, một con tắt này, một con bật, một con tắt, rất nhạy luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi cho một con đèn Wi-Fi như này, 130.000 nhá. Đấy, mã xem là đèn Wi-Fi 130.000. Này còn mấy cái? Tiếp theo thì bên em còn mấy cái vòi chậu rửa này các bác này. Đó. Vòi chậu rửa mặt đấy các bác này. Đấy, vòi chậu rửa mặt đây. Đấy. Thì ở đây thì em còn 5-6 cái nữa thanh lý nốt cho các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái vòi chậu rửa mặt như này. Hàng của Nhật này, Made in Japan này. Đó, rất đẹp như này các bác nhá. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác. Hàng mạ chrome đẹp sáng bóng nhá. Hai đầu nóng lạnh cho bác luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn là bao nhiêu đây? Giá thanh lý cho các bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho một con như này. Giá còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho bác. Đấy. 230.000 cho một con như này thôi các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là vòi chậu rửa tròn nhá. Vòi chậu rửa tròn. Vòi chậu rửa tròn em còn và chậu rửa tròn cao nhá. Giá sẽ là 230k. Em còn 5 con nữa thanh lý nốt rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship qua nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thước kẹp gem, thì bên em về nó sẽ có hai mẫu nhá. Một mẫu là loại là bằng cơ và một mẫu bằng điện tử. Thì đây là cái bằng cơ này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, Unica Japan này. Hàng này thì bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, giá cực kỳ là tốt luôn, hàng trưng bày chưa qua sử dụng nhá. Hàng bãi Nhật đẹp chưa qua sử dụng nhá. Đấy, đây các bác này. Thì nó sẽ có ba cái kiểu đo này, một là đo đường kính bên trong, hai đo đường kính bên ngoài và ba là đo chiều sâu. Con này thì cực kỳ là xịn luôn, bằng thép không gỉ nhá, bằng thép không gỉ. Số liệu cực kỳ chính xác luôn, các bác có thể dùng để mình kẹp tôn này, rồi kẹp các cái nào mà mình cần phải đo đạc tính toán rất là ok nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em đó là thước kẹp gem cơ nhá, kẹp gem cơ đựng trong một cái hộp như này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Lên cho em là thước kẹp gem cơ, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là thước kẹp gem cơ nhá, kẹp gem cơ này. Đấy, kẹp gem cơ, giá của nó sẽ là 150k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái mã bật đánh cái quạt kẹp gem điện tử này. Đấy, con này thì là nó sẽ bằng số điện tử, về nhà có cái cản pin ở đây, các bác rút cái cản pin này ra cho em này. Đấy, là pin nó sẽ lên này. Đấy, nó cản pin thì nó tránh hết pin khi mà vận chuyển các bác nhá. Đó. Và khi các bác đo số âm này, các bác cho về zero cho em, sau đó thì mình đẩy kịch vào bắt đầu mình đo này. Đó. Con này thì giá chỉ 100k thôi. Con này thì nó là bằng sợi carbon nhá, chứ không phải bằng thép nhá. Con này của nó thì nó được làm từ sợi carbon. Đấy, thì cũng rất là dẻo dai và chắc chắn cho các bác luôn.
Đấy, và nó chạy bằng pin như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Lên mã giúp cho em đó là kẹp rem điện tử nhá, kẹp rem điện tử này, kẹp rem điện tử. Kẹp rem điện tử giá sẽ là 100k nhá, 100k. Con này được làm từ sợi carbon nhá, sợi carbon không phải bằng thép đâu. Đấy, còn cái kia thì nó mới làm bằng thép, còn con này thì sợi carbon. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá, bộ 5 mũi khoan tháp đây. À xin lỗi các bác, là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, thì nó sẽ có 2 mũi 6, mũi 8, 1 mũi 10 và mũi 12 như này. Đấy, của nó sẽ bao gồm là 5 mũi, 1 2 3 4 5, 5 mũi như này. Giá thì đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn, chỉ có 100.000 cho 5 cái mũi khoan này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ 5 mũi khoan đa năng nhá. 5 mũi khoan đa năng hoặc là 5 mũi khoan đen. Đấy, nó màu đen như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan đen. 5 mũi khoan đen, giá sẽ là 5 mũi khoan đen này. Đấy. Hộp 5 mũi khoan đen, hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, mũi khoan đen. Cái này thì đa năng luôn. Khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan gỗ đều được hết nhá. Giá sẽ là 100k. 100k trên một hộp này bao gồm là 5 mũi, 5 mũi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc này. Cái sạc này thì chuyên dùng để sạc ắp quy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 12, chuyên dùng cho 12V. Con này thì chuyên dùng cho 12V các bác này, 190.000 nhá. Và con này thì nó sẽ dùng đa di năng cả 12 cả 24V luôn. Đây. Đấy. 12V 8A và 24V là 4A. Đấy, thì các bác cần dùng cái thông số nào thì các bác. Còn con 12V 0 này thì của nó sẽ là 5A nhá, 5A. Đấy, thì các bác cần cái nào thì các bác có thể liên hệ này. Đấy, con 12 24 này thì nó sẽ to hơn. Đấy, con này thì nhỏ hơn một chút này. Đấy, và dòng này thì đều là chống ngược chiều này, khử sun phát này, nói chung là tự ngắt đầy đủ hết cho các bác luôn. Khử sun phát cho bác thì cái bình ắp quy các bác dùng nó sẽ bền hơn, dẻo dai hơn, dùng được lâu hơn và an toàn hơn. Đó, thì bên em đang gửi tới các bác một cái bộ như này. Đấy, một cái con là 12 24. Con 12 24 thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là sạc bình 12 24 này, giá sẽ là 290k nhá, 290.000. Đây, con 12 24 này 290.000. Đấy, còn con này của nó sẽ là sạc bình 12V thôi. 12V thì sẽ là 190k nhá, 190k. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cảm ứng chuyển động. Thì các bác về các bác đấu vào điện lưới bình thường cho em này. Đấy, đấu vào điện lưới bình thường. Và đây nó sẽ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm hay là sáng cả ngày này. On đây là cả ngày. Và có là 16 giây, 32 giây và 262 giây, nó tương đương khoảng 5 phút đấy. Thì tùy các bác điều chỉnh thôi. Đấy, và con này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con này bật tắt khi có người. Mình đã thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao. Mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết. Giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cuốt lần ba cái đi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nha. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng giá sẽ là 60k nha. 60k một chiếc, rất tiện lích tích cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có 3 mẫu các bạn. Đấy, một mẫu là 30 sen này, một mẫu là 20 sen và mẫu là 25 sen. Đấy, nó sẽ có 3 loại như này, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Cái dây thít này bao nhiêu đấy? Đấy, nó sẽ có 3 mẫu như này các bạn. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Đây, em sẽ dùng thử cho các bác xem này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy, thì các bác muốn dùng thì mình chỉ cần là đưa vào như này. Đưa vào này mình thắt cái là xong. Đấy, thắt cái là xong nhá. Đó, rất là tiện luôn. Giá sẽ là 25.000 một bịch nhá. Đấy, 25.000 một bịch, đồng giá bằng nhau. Các bác muốn lấy kích cỡ nào đấy. Đấy, mình cứ đưa vào mình thắt này là xong, rất tiện luôn. Đấy, thì các bác dùng để mình thắt cây, thắt cối này, thắt đồ vật bao bì này. Các bác đi làm ruộng này. Đấy, bao các bác muốn bó bao thóc này, chỉ cần đưa vào thắt này cái là xong, tiện luôn. Đấy, không mà chắc chắn 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là dòng là 25 sen là 144 chiếc này. Đấy. Dòng 20 sen thì sẽ là 225 sen thì sẽ là 220 sen thì sẽ là 265 cái này. Còn cái dòng 250 sen thì 250 sen 25 phân thì nó sẽ là 250 cái. Đấy, thì nó sẽ có ở đây được các bác nhá. Đó, bên em bán đồng giá bằng nhau. 25k cho một bịch như này, 25k cho bịch dây thít này nhá. Bên em là dây thít giá sẽ là 25.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đũa của thương hiệu Willing của Đức nhá, hai hình người của Đức, hàng inox 304 này, su 304, Willing hai hình người của Đức đây. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 nhá, 55.000 cho một hộp này bao gồm là 5 đôi. Đấy, hàng inox 304, hàng của Đức cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đây, Willing hai hình người của Đức, su 304 nhá. Giá rất tốt cho các bác luôn. Đấy thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ nhá, bao gồm là 5 đôi. Đấy, 55.000 cho một vỉ đũa 5 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là đũa inox nhá, đũa inox này. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ bao gồm là 5 đôi. Đó, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là một cái con máy vắt cam nhá. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Các bác dùng uống nước cam đấy, bù vitamin C rất là tốt luôn. Đấy. Đây, nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ trọn bộ cho các bác, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V thì em dùng rất là tiện. Đây, hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V đây. 220V này, 50 60Hz, 45W này, dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình vắt cam rất là tiện nhá. Đó. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy, đầy đủ nhá. Đây là cái nắp đậy của nó này. Đây là cái phần này các bác đưa vào đây các bác vắt này. Và khi các bác vắt thì mình sẽ lấy nước ở đây. Đấy. Lấy nước ở đây mình có thể cho trực tiếp đá vào đây mình uống, hoặc là cho đường, cho đá, hoặc các bác có thể đổ ra cốc tùy theo. Đấy, các bác chỉ cần sập vào này là vắt được luôn. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Rất là tiện các bác nhá. Là nó vắt quá nhẹ, không thích hợp đây với những anh tay to muốn tập thể hình. Thứ hai là nó vắt quá kiệt, vắt xong không còn gì để ăn. Thứ ba, nó tiêu tốn quá ít điện, chỉ 45W, nhưng anh thợ điện không thích điều này. Thứ tư, dung tích quá lớn, tận 700ml, vắt ra đầy 1K, uống không hết lại phải chia cho người khác. Thứ năm, khay lọc lỗ quá bé, không thể lọt hạt xuống được, vắt xong lại phải đem đi đổ hạt, rất mất thời gian. Cuối cùng, vắt xong lại phải đổ ra cốc để uống, lại mất thêm một công rửa cốc nữa. Các mọi người nếu thấy nó không phiền thì bấm vào giỏ hàng phía dưới mua về dùng. Đấy, rất ok các bác nhé. Đó, giá sẽ là 190.000 lên trên là máy vắt cam các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bình voi nhá. Một con bình voi như này giá sẽ là 100 đây, một con bình voi dung tích của nó sẽ là 1 lít đến 1 lít 2 nhá. Inox 316 này. Đấy, các bác xoáy nắp cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái hệ thống vòi tự động này. Vòi tự động như này, inox 316 này, dùng để các bác uống nước uống trà hoặc mang đồ nước lạnh rất là ok. Đậy nắp vào đây cho em. Đó, như này nhá. Cái phần mềm này thì các bác cho dưới đít này. Đấy, phần ống mềm này cho dưới đít cho em. Đó. Sau đó thì các bác xoáy nắp vào thôi. Đấy. Cái bình voi này bao nhiêu đây? Đây các bác này. Đấy. Đây. Đây các bác này, chỉ cần bật nắp này là xong, thì cái đầu vòi này các bác mút trực tiếp vào đây luôn. Đấy, mình mút trực tiếp vào đây luôn. Đấy, còn mình đậy vào nó lại sập vào. Rất tiện nhá. Rất tiện luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Đây. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Bình voi. Inox 316 nhá, inox 316. Dung tích của nó sẽ là đây. Đây các bác này. Đấy, inox 316 dung tích của nó thì là 1 lít 3 nhá. Có lô 1 lít 2, có lô 1 lít 3. Đấy, 1 lít 3 cả vỏ nhá. Đấy, rất là tiện ích cho bác sử dụng luôn. Quai sách như này. Rất đẹp các bác, hàng đẹp lắm, chất lượng. Các bác mang cho học sinh này, có quai đeo quai sách như này, học sinh hoặc mang đi học, đi làm, đi công tác, đi du lịch đều ok hết. Lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá. Giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi. Đấy, bình voi 160k cho một con bình voi như này, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác hai cái mẫu lư này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là cái mẫu lư đồng trơn như này, lư đồng trơn như này. Con này thì sẽ là 170.000. Đấy, đây thì nó sẽ có cái nắp hoa văn vân mây rất là đẹp luôn. Đấy, con này là 170.000 các bác nhá. 170.000. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là gần 10cm, chiều cao thì vào khoảng 5cm, rất đẹp luôn. Bằng đồng như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là lư đồng trơn, con này sẽ là 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mẫu lư đồng bằng rồng như này các bác này. Đấy, lư đồng có hình con rồng như này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá thanh lý cho các bác, cái giá chỉ có cho các bác là 70k thôi nhá. 70k cho một cái lư đồng bằng hình con rồng rất là đẹp như này các bác này. Đấy, thì con này nó sẽ nhỏ hơn một chút nhưng nó lại cao hơn, thì các bác có thể mua để deco trang trí này, hoặc là trưng bày cũng rất là đẹp này, hoặc là mình có thể đốt trầm ở đây cũng rất là ok luôn. Đấy, con này thì nó sẽ mỏng hơn một chút. Đấy, và cái giá thì thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là lư rồng nhá, lư rồng. Đấy, nó có hình con rồng như này, lên cho em là lư rồng, giá sẽ là 70.000 cho cái lư rồng như này. Còn cái này thì các bác lên cho em là lư đồng trơn nhá, lư đồng trơn. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 các bác nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá, xịt bếp đây. Đấy, con này thì khi các bác xịt thì nó sẽ ra cái dạng bọt trắng như này các bác này. Đấy, bọt trắng như này. Đây. Đấy. Xịt ra này nó sẽ ra cái bọt trắng như này các bác này, bọt trắng như này. Các bác thấy không? Đây. Đấy, thì các bác dùng để vệ sinh bàn bếp ga này,
Rồi các cái phần nào có nhiều mỡ màng thì các bác dùng các bác xịt vào cho em, rất tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, xịt bếp. Các bác lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, xịt bếp này. Đấy. Giá sẽ là 45k cho một chai xịt bếp như này. Dung tích của nó sẽ là 500ml. Hương cam xịt ra cực kỳ thơm luôn. Chứ các bác dùng cái dòng tẩy truyền thống rất là mất an toàn, mất vệ sinh nhá. Đây các bác này, đấy các bác lắc đều lên xịt vào cho em thì nó sẽ ra cái bọt như này. Sau đó thì mình lau đi là nó sạch luôn. Cái này thì các bác xịt ở trên bàn bếp này, mỡ màng các thứ các bác xịt vào cho em. Đó, đây. Sau đó thì các mình để từ 15 đến 20 phút cho nó ngấm và nó tẩy đi. Sau đó thì mình lấy khăn mình lau đi cho em. Rất tiện luôn nhá. Đấy, sạch sẽ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, giá của nó sẽ là 45.000 một chai nhá. Đây các bác này. Đó, cái phần bếp của mình nó bị han gì này. Đấy, bị mảng bám này. Các bác xịt hết vào cho em, sau đó thì mình lau đi là xong. Lên cho em là xịt bếp nhá, giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này, rất tiện cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái đèn cột năng lượng mặt trời nhá, đèn cột chạy bằng năng lượng mặt trời. Đó. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cái đèn cột này nó có mấy mẫu đây? Đèn cột năng lượng mặt trời các bác này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác. Đây. Có cho các bác là có điều khiển này. Đấy, có điều khiển như này nhá, có điều khiển như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em để mình có thể dùng để tắt bật này. Đấy, dùng để tắt bật cái điều khiển này. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái bộ đai này, về nhà các bác đai vào cột này, đai vào cột, đai vào đâu thì tùy các bác nhá. Đó. Và nó sẽ là một con đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời như này. Đấy, có đèn sẵn kèm pin cho các bác luôn. Đây, đấy các bác theo, đây. Đấy cảm biến nhá. 1 2 3 4 5 6 6 khoang led này các bác này. Đấy. Và bây giờ em chỉ cần che đi này là nó sẽ sáng luôn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất sáng các bạn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó vào khoảng là 300W nhá. 300W. Rất sáng luôn các bạn. Đấy. Và cảm biến có người đi qua thì sáng, và có người đến gần thì nó sáng, và đi qua nó lại tắt nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Đây, các bác thấy không? Đây rất sáng luôn này. Đây. Đấy, công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó khoảng 300W nhá. Đây. Đây em bỏ ra này, tối om các bác này. Đấy, đây em dọi lên các bác này. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn, các bác dùng để sân vườn này, các cái không gian mà bên ngoài thì rất là ok. Đặc biệt là trời mùa hè mà nhiều ánh nắng ấy thì nó tích pin tốt thì rất là ok. Đấy, em quay cả cái sới hàng của em đây các bác này. Đây, cái tấm pin của nó đây. Rất tiện ích luôn. Đó các bác thấy không? Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Rồi bật lên đi. Đấy, giá rất tốt cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đèn cột giá thì sẽ là 590 à? Lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy. Đèn cột này, giá sẽ là 590k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 590.000 bao ship. Đây. Đấy rất sáng luôn các bác này. Đấy cảm biến nhá. Đấy tức là cái tấm pin này nó tối là nó sẽ sáng này, còn em ngửa lên là nó sẽ tắt đấy các bác theo. Đó rất sáng luôn. Đấy các bác theo. Đây. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 590.000 thôi. Đấy, có cả điều khiển, có cả đai, về nhà các bác chỉ cần đai vào cho em là xong, rất ok rồi. Hello chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi nha. Các bác cứ mua đủ 200.000 là bên em bao ship thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn cái cọ lưng các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dây tắm nhá. Đấy dây tắm. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy. Các bác có thể dùng như này. Đấy mình dùng để kỳ cọ như này, chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 50 cm nhá, dài khoảng 50 cm. Và bản của nó thì cái chỗ rộng nhất thì nó vào khoảng là gần 10 cm, rất là tiện luôn. Và nó có hai mặt như này, một mặt là silicone dạng bông như này, và một mặt là silicone dạng đấm như này. Thì rất là tiện, các bác dùng rất là thích luôn. Nên mã giúp cho em đó là dây tắm này. Đây các bác này. Đấy các bác dùng để mình kỳ cọ lưng này rất là tiện luôn nhá. Nó bằng silicone có độ co giãn nhất định này. 8 kỳ cọ này các bác chỉ cần cho xà bông vào đây cho em. Đấy. Cổ này, vai, gáy này, chân tay này. Đấy, đều được hết nhá. Giá thì bên shop về thanh lý cho các bác cái giá này cực kỳ là sốc luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây tắm nhá. Giá chỉ có 15k thôi. 15k cho một em dây tắm như này. Đấy. 15k cho một em dây tắm này nhá. Các bác lên cho em là dây tắm nhá. Dây tắm giá sẽ là 15k. Đó. Dây tắm này. Giá sẽ là 15k nhá. 15k. Em đang bán 25.000 đợt này xuống cho bác còn 15.000 thôi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là phễu nhá, phễu inox nhá. Đấy, phễu inox. Giá thì sẽ là 80.000 cho một con phễu inox như này. Các bác lên cho em là phễu inox, giá của nó sẽ là 80k nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có 80k cho một con phễu inox này thôi. Đấy, con này thì các bác dùng để mình lọc dầu này, lọc thực phẩm, lọc thức ăn cũng rất là ok nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80.000.
phễu inox này. Đó, phễu inox nhá. Nên là phễu inox giá sẽ là 80k nhá. 80k cho mấy em phễu inox như này. Miệng của nó thì vào khoảng là 10 cm, chiều sâu của nó thì vào khoảng là 7 cm và cái phần vòi này thì rất là sâu luôn. Và hút thì dùng nó rất là tiện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ và giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá, Cuckoo của Hàn Quốc này. Đấy các bác này, đấy, hàng thương hiệu Cuckoo Hàn Quốc. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mà dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ này, điện 220V và 1300W. Các bác chỉ cần đặt vào này cho em là xong, đặt vào này cho em là xong nhá. Đó. Và xoáy nắp thì các bác xoáy ở đây cho em này. Đấy, xoáy ở đây. Rất tiện luôn. Con này sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. Các bác lên cho em là phích đun sôi nhá. Đây. Đấy, các cái thông số của nó có hết đây này. Đấy, các thông số nó có hết đây. Đấy. Đây, 1300W này, 3 lít này. 3 lít cả vỏ nhá. Cả vỏ nó sẽ là 3 lít nhá. Lên cho em là phích đun sôi nhá. Phích đun sôi. Phích đun sôi giá sẽ là 180k nhá. Chỉ có 180.000 một con phích đun sôi này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa các bác nhá. Đây, nó sẽ làm cái đầu chuyển cưa như này. Thì giá chỉ có cho các bác là em đang bán là 80.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn có 70.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này vào cho em là xong này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái lưỡi cưa như này, mình có thể cưa sắt, cưa gỗ, cưa thép đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa. Đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn là 70.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa này. Đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 70k nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, 70.000 cho cái đầu chuyển cưa như này. Con này đấy, khi về thì các bác lắp vào mình dùng để cưa gỗ, cưa sắt đều ok hết nhá. Nhưng mà cơ bản thì vẫn là dùng để cưa gỗ các bác nhá. Còn sắt thì nó cũng không công dụng lắm, nhưng mà cưa gỗ là ok. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái đầu vào cho em, sau đó thì lắp cái mũi cưa vào. Đó, nó sẽ giúp cho các bác là điều chỉnh để mình cưa rất là dễ dàng luôn. Cưa gỗ thì cực kỳ là mượt luôn. Giá chỉ có 70k thôi. Nhà bác nào cũng có các cái dạng khoan bin rồi máy khoan cầm tay. Đấy, xoáy vào cho em là xong, rất tiện luôn nhá. Giá thì sẽ có cho các bác là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá, táo khô của Nhật này. Đấy, táo khô của Nhật. Một bịch này của nó thì từ khoảng trên 7 lạng nhá, 7 đến 8 lạng gì đấy các bác nhá. Đấy, một bịch như này, khoảng từ 7 đến 8 lạng và giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô, giá của nó sẽ là 80k. Thì công dụng của nó rất là tốt luôn, các bác có thể dùng để làm mình hãm nước uống này, hoặc là các bác dùng để ngâm rượu này, hoặc các bác dùng là ăn trực tiếp cũng rất là ok luôn. Đây. Hạt to đều đẹp, không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ được vào khoảng từ 7 lạng trở lên nhá, khoảng từ 7 lạng trở lên. Đó. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô giá của nó sẽ là 80.000 cho một bịch táo khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi của thương hiệu Sony nhá. Đấy, bộ nồi của Sony. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái bộ nồi như này. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là bộ nồi của Sony nhá. Này rất là tiện, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đây. Bộ nồi của Sony các bác. Đấy, dùng rất là ngon. Hàng này thì của Sony nó dùng để nó làm quà cho khách hàng của nó các bác, làm quà cho khách hàng của nó. Đấy, đây, bộ nồi của Sony như này. Cái bộ nồi này bao nhiêu đấy? Bộ nồi của Sony bao gồm cho các bác là 3 nồi, 3 nồi nhá. Đấy. 3 nồi. Giá thì sẽ là 195 à? Hả? 195.000 nhá. Đấy. Đây, đầu tiên là cái nồi này là to nhất này. Đấy, con này là con to nhất đây các bạn này. Cũng khá là dày luôn nhá. Khá là dày luôn. Đây, 195.000 mà được tới 3 cái nồi luôn. Đây. Đấy, con này là con to nhất này. Đấy, con to nhất thì đường kính vào khoảng là 27 28 cm. Đó, con to nhất thì khoảng 27. To nhất thì 24 cm nhá. Con to nhất là 24 này. Đấy. Tiếp theo thì đến cái con thứ hai là con này là 18 cm này. Đấy, con này sẽ là 18 cm. Con thứ hai này là 18 cm các nhá. 18 cm. Đấy. Rất dày các bạn, vùng viếc song của nó rất dày luôn. Đấy. Con thứ hai này là 18 cm này. Đấy. Tiếp theo là đến con thứ ba này. Con thứ ba thì con này của nó sẽ là 16 cm. 16 cm. Hàng thì của nó sẽ là hàng của thương hiệu Sony. Đấy, nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua đồ của nó, rất dày dẫn các bạn, rất dày dẫn luôn. Đấy. Con này thì sẽ là 18 cm. Đấy, một bộ của nó sẽ bao gồm 3 chiếc như này, 3 chiếc như này. Đấy.
Đây. Con này thì các bác có thể dùng là đun bếp từ này, bếp điện này và bếp ga này. Đấy, bếp từ, bếp điện, bếp ga đều được nhá. Đấy, bếp từ. Đây nó ghi rõ luôn bếp từ này, bếp điện, bếp ga này. Đấy, đây nó sẽ là quà tặng của Sony đây. Đấy, bộ nồi inox cao cấp. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Sony 3 món nhá. Đấy, bộ nồi Sony. Bộ nồi Sony 3 món. Giá sẽ là 195.000. Bộ nồi Sony này. Bộ nồi Sony giá sẽ là 195k nha. 195.000 cho cái bộ nồi Sony như này. Giá rất hợp lý luôn, 3 món luôn các bạn, rất đẹp nhá. Dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đun bếp điện, bếp từ, bếp ga đều được hết nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn nha. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Thunder A1 này là bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho con Thunder A1 như này nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là cáp sạc các thứ đầy đủ, bộ cữ này. Và sẽ có cho các bác là một cái Thunder này. Đấy, một cái Thunder. Thì con Thunder này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đấy, các bác giữ lấy cho em này. Đấy, đấy, công tắc bật lên này. Thunder đang chạy nhá. Con này nó sẽ là dòng chống ăn da luôn. Các bác dùng thoải mái này. Đấy, chống ăn da luôn, dùng thoải mái cho em. Rất ngon lành luôn. Đó, chống ăn da luôn. Thứ nhất là một con Thunder này. Thứ hai sẽ có cho các bác là một cái máy cạo râu này. Đấy, cái này các bác dùng để cạo râu này. Đấy, cái này dùng để cạo râu này. Và tháo cái lưỡi cạo râu này ra thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu để các bác tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi. Thì các bác tháo cái đầu cạo râu này ra. Đấy, cái đầu này để cạo râu thì các bác tháo cái cạo râu này bỏ ra. Lắp cái tỉa lông mũi này vào cho em. Đó là mình sẽ dùng tỉa lông mũi. Là con này ba chức năng luôn. Thunder, cạo râu, tỉa lông mũi, cắt tóc chấn viêm. Đều ok hết nhá. Đó, đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Đấy. Thunder A1 giá sẽ là 160k. Đây. 160.000 thì cái bộ Thunder A1 này bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Đấy, 3 chức năng luôn các bác nhá. Rồi. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Automat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Automat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá, Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng hàng đã qua sử dụng cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhá. Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này. Đó. Adcock 30A nhá. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này. 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhá. Chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây. Đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AD40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD40A. Dòng dò của nó là 30mA nhá. Đấy, AD40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ, nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80 đến 90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con AD này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000.
các bác lên cho em là Át Đại 40A nhá. Đó, Át Đại này. Át Đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Át Đảo Chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Át Đảo Chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy. Lên cho em là Át Đảo Chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là Át Đảo Chiều 63A này. Đấy, Át Đảo Chiều này. Đảo Chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn này. Lên cho em là Át Đảo Chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng đúng không nhá, con hạc đồng. Đó thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào cho em. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10cm nhá, chiều cao khoảng 10cm thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy ra cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy. Cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn nhang hạc thì sẽ là nhang hạc sẽ là 60k nhá, 60k cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này. Các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra. Sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đấy, và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá, lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nhá, 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó, tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó, có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn. Thì các bác lấy một hộp đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bác này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là
80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đấy, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Nay thì bên shop về một cái mã rất là mới, đó là áo điều hòa nhá. Áo điều hòa hàng của thương hiệu Daikin luôn này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một máy này, một máy hai quạt này. Đấy, một máy hai quạt và một chiếc áo. Màu thì bỏ ghế đây. Màu thì sẽ là màu quân đội rất là đẹp luôn nhá. Màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Nhật đây, Japan, chữ rất là to luôn này. Dung lượng pin của nó thì con này cực khủng luôn, các bác có dùng cho em là từ đây, hàng made in Japan nhá. Dung lượng pin là của nó là 74.000 mAh này. Đấy, pin của nó là pin li-ông các bác này. Đấy, pin li-ông như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 520.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Ở đây nó sẽ có cả cho các bác một cái đèn chiếu sáng này các bác này. Đấy, rất đơn giản cho các bác sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang đây, cái đèn chiếu sáng này các bác này. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Rất đơn giản. Tới đây em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác xem. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship được qua nhá. Đó. Đây là cái áo màu quân đội đi các bác. Đấy, màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Hàng của quân đội Nhật thì nó sẽ có cho các bác là một áo này. Đấy, một áo như này. Thì về nhà các bác lắp cái quạt này vào cho em này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái quạt như này này. Hai quạt này, một cái bộ giắc cắm sạc thì không phải nói làm gì rồi. Cái bộ sạc này là có cả dây luôn nhá, có cả dây cả cáp này luôn. Cái này là cái dây sạc này, không nói làm gì các bác nhá. Đó, và đây là cái hai cái áo này, à hai cái quả quạt này. Hai quả quạt này thì đây, đều là hàng của Nhật hết nhá, 18V này. Đấy, các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây cho em này. Đấy, các bác lắp thì khi các bác lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em là xong này. Đấy. Mới đầu lắp thì nó sẽ hơi chật một chút, nó sẽ hơi khó lắp một chút, nhưng các bác lắp thì nó sẽ đây. Các bác đẩy từ trong ra để cho cái quạt nó vào trong. Đấy, đây, đẩy từ trong ra ngoài như này nhá, để cho cái quạt nó vào trong, để hướng cái chiều gió vào trong kia. Đó, đây, đẩy vào như này các bác này. Đó, đẩy vào như này chưa. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, nó sẽ sập vào cái lẫy này cho em là xong này. Đấy, hai cái quạt này thì các bác đều để như thế cho em nhá, đều để như này cho em nhá. Đẩy cái quạt cánh gió vào trong nhá, cái hướng cánh gió vào trong. Đây, đấy là các bác đẩy vào cho em là xong này. Đấy, các bác đẩy vào cho em. Đấy, đẩy vào cho em là xong nhá. Đó, đây nó máy như này rồi, các bác chỉ cần đẩy sập vào cái lẫy này là xong. Đấy, sau đó thì các bác cắm cái đây, tháo cáp ra này. Đấy, tháo cáp ra. Một đầu cáp thì các bác sẽ cắm vào cái cục nguồn này. Một đầu cáp cắm vào cái cục nguồn này cho em. Đấy. Cắm vào cục nguồn này cho em này. Đấy, đây, cáp cắm vào cái đầu nguồn này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn giữ lì lên cho em này. Đấy, giữ lì cho em. Các bác bật nguồn lên này. Đấy, và sau đó thì các bác cắm cái này vào hai cái này kia. Nói chung là cái này thì bác nào cũng biết sử dụng rồi, nó rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Đấy, cắm vào cho em là xong. Đó, sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy, con nào mà hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Đây, em đã bật nguồn rồi, là quạt bắt đầu gió bắt đầu chạy rồi các bác này. Đấy, gió bắt đầu chạy các bác này. Đấy, qua theo bắt đầu chạy nhá. Bây giờ là cái quả pin này thì các bác sẽ để vào trong cái túi của nó luôn. Đây, nó sẽ có cái túi đây. Đấy, có một cái túi đây các bác này. Các bác để quả pin này trong túi này xong này. Đó, để qua pin vào túi này là xong. Đó, là các bác bắt đầu mặc vào là xong nhá. Đây, mình cởi ra mình mặc vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, cởi ra mặc vào này. Em sẽ mặc vào cho các bác xem luôn. Đó, đây. Cái quả pin, cái dây cái quả pin thì các bác
luồn vào phía trong cho em. Đấy, cắm luồn vào phía trong các bác nhá, cắm luồn vào phía trong. Đây nha, cái quả bi này thì nó có một cái túi lưới này, các bác bỏ cái quả bi này vào cái túi lưới này cho em này. Sau đó thì hai cái cáp này là các bác cắm vào này. Đấy, cắm vào hai bên này là xong. Đấy, cắm hai bên này cho em nhá. Đó. Và con này thì nó khi các bác giữ lì này là nguồn nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì là cho em là nguồn sẽ lên và nó có chức năng sạc cho cả điện thoại luôn. Đó, giữ lì này cho em là nguồn nó sẽ lên các bác nhá. Đó. Đấy, khi bác dùng giữ lì này và nó có công tác ở đây nhá. Các bác có thể tùy chỉnh luôn. Cái này nó sẽ là vừa là nút nguồn vừa là công tác luôn nhá. Đấy. Và này, đó. Và đây nó sẽ có cả đèn báo luôn này. Đấy. Đấy, đèn đèn pin luôn. Đấy. Thì có rất nhiều chế độ để cho các bác lựa chọn nha, mát vừa mát mạnh nhá. Đấy, các bác để vào đây xem này. Sau đó thì như này là mình mặc vào thôi. Đây em sẽ mặc thử cho các bác xem này. Đó. Mặc cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Các bác mặc vào cho em. Này. Em thì đang là 1m65 và cân nặng sẽ là tầm 65 kg nhá. 1m65 và cân nặng là 65 kg, còn các bác có thể lấy kích thước to hơn cũng được. Đấy, bên em có cả kích thước to hơn. Đấy. Các bác thấy không? Khi em mặc vào một cái là nó đã đẩy cái gió phồng lên rồi các bác. Đây. Đấy, gió nó phùng lên các bác này. Đấy. Gió nó phùng lên rất là mát luôn các bác nhá. Rất là mát luôn. Đó các bác thấy không? Đấy, gió phùng lên rất là mát luôn. Đây các bác. Đó, đây. Gió phùng lên rất là mát luôn này các bác này. Đấy, gió nó bay này các bác này. Đây các bác nhá. Đó, đây, các bác thấy người nó phùng chưa? Đây. Gió nó bay này các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, túi bóng gió nó bay này các bác. Gió rất là to luôn các bác thấy không? Đấy, bay cả túi bóng đi này các bác này. Trong này rất là nhiều gió luôn nhá. Đấy. Các bác thấy chưa? Đó đây. Sau lưng của em này. Gió nó cùng đây các bác. Đó. Rất là tiện để các bác sử dụng nhá. Đó, các bác. Rất kín luôn các bác. Đó. Rất mát nhá. Thì các bác có thể dùng để mình làm công trình công việc này, hoặc làm thợ này, hoặc là rời nó nóng nó nồm thì các bác dùng con này cho em. Đó. Người em thì nó sẽ là 1m65 và cân nặng là 65 kg nhá. Còn các bác có thể lấy tăng giảm thì tùy theo các bác này. Chạy cực kỳ là khỏe luôn. Quạt của nó chạy rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái số ở đây các này. Đấy, các số ở đây nhá. To nhỏ ở đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy. Nó có 4 số tất cả nhá. Đấy. Có 4 số tất cả các bạn. Rất mát luôn các bạn, 4 số rất là mát luôn. Thì các bác có thể dùng đa di năng thoải mái tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Sẽ là 520.000 cho một con áo điều hòa như này. Các bác lên cho em là áo điều hòa 520.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục pin này. Một cục pin như này. Đấy, hai quạt này, một dây cáp kết nối với quạt và một cái bộ củ sạc như này nhá. Đấy, nguyên một cái bộ củ sạc như này thôi. Các bác mua một cái bộ củ sạc như này thôi đã phải mất hàng trăm nghìn rồi. Thế mà đây combo cho các bác luôn, chọn bộ. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Áo thì nó sẽ là thuộc dạng áo dàn di như này các bác này. Thuộc dạng áo dàn di và có lưới như này nhá, có lưới như này. Đấy. Bên em có cỡ ML và XL, ML và XL. Đó. Chất liệu của nó thì màu dàn di của quân đội Nhật rất là đẹp như này các bác này. Màu dàn di quân đội rất là đẹp luôn. Chất vải của nó thì cực kỳ là đẹp, máy trần kỹ các bác nhá. Lên cho em là áo điều hòa nhá, áo điều hòa. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 550.000. Lên mã giúp cho em đó là áo điều hòa này. Đó. Áo điều hòa. Áo điều hòa nhá. Áo điều hòa giá sẽ là 550k các bạn, 550.000 cho cái bộ áo điều hòa như này. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Con này thì sẽ là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này thì các bác có thể đo huyết áp này, đo nhịp tim này. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là cái pin con thỏ nhỏ này. Đấy, 4 quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có tuổi rồi thì cần phải đo đạc huyết áp rồi nhịp tim, theo dõi nhịp tim các thứ thì nên sử dụng con này cho em. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc, ra ngoài hiệu sách ra ngoài hiệu thuốc hoặc là các cái cơ sở y tế mà mua thì nó sẽ bán cho bác khoảng 350.000 đến 400.000. Rẻ nhất thì họ cũng phải bán là 300. Còn bên em bán cho bác với giá bao nhiêu? 260.000 và bao ship nhá. Lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k và bao ship tại nhà cho bác luôn. 260.000. Nhận hàng kiểm tra thanh toán lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo của Hàn Quốc nhá. Các bác lên chảo của Nhật nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là
chảo chuyên ngập dầu, giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. 100.000, có tráng đá chống dính cho bác này. Đấy. Có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thứ nhất là có tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá chống dính cho các bác này. Sâu nhá, sâu khoảng 10 cm và chiều rộng thì là 26 cm nhá, 26 cm. Có cái khay như này để các bác có thể để nem dán các thứ lên. Đấy, à 20 cm nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Các bác có thể dùng để chiên tôm này, chiên tôm cá rồi nem đủ các thứ đều ok hết nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho mã giúp cho em là chảo chuyên ngập dầu nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, 100k cho cái chảo chuyên ngập dầu như này. Mi ơi. Xem cái bình trà này còn cái to không? Có. Bỏ đây cho. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình trà inox nhá. Bình trà inox thì đây nó sẽ là bình trà nhỏ này. Bình trà inox nhỏ có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bình trà inox nhỏ như này. Con này thì nó sẽ là đựng được hai lạng trà, chất liệu của nó bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn, chất liệu inox sáng bóng đẹp. Con này thì giá của bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó sẽ là 90.000 nhá. Các bác lên cho em là bình trà inox nhỏ nhá. Bình trà inox nhỏ giá sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái này là có hai màu nhá, màu đỏ và màu vàng gold như này nhá. Đỏ đô vàng gold, màu cực đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop cũng có cho các bác là cái loại 4 lạng đây. 4 lạng sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 một chiếc. Nó cũng có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold như này. Màu đỏ, màu vàng gold như này các bác nhá. Rất đẹp luôn. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, màu rất đẹp này. Inox 304 sáng bóng nhá. Các bác có thể dùng đựng chè, đựng cà phê, đựng ngũ cốc rồi đựng lạc, đựng tiêu, đựng điều, nói chung là các cái loại hạt đồ khô các bác cho vào đây cho em rất tiện ích luôn. Đấy, các loại hạt đồ khô cho vào đây nhá. Nắp có gioăng này. Đấy, rất tiện ích luôn, đựng cà phê, cà pháo thì tuyệt vời luôn. Đựng chè khô nhá. Dung tích của con này sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, lên cho em là bình inox 4 lạng nhá. Đấy, 4 lạng, giá của nó sẽ là 130k cho con bình 4 lạng như này nhá. 130.000. Đó, 130.000 cho một con bình 4 lạng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu đỏ đô nhá. Màu vàng, màu đỏ đô. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bỏ cho anh cái giá đỡ điện thoại đây luôn. Cốc pha cà phê nhá. Các bạn lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Bỏ cái giá đỡ điện thoại này. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy, cái giá đỡ kìa. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy là các bác sử dụng thôi. Là các bác bấm này là nó sẽ quay này, rất tiện ích luôn. Bấm này nó sẽ quay, nó rất tiện ích. Ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường. Đấy, bấm vào là nó sẽ quay thôi, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế luôn. Giá thì sẽ là 90 cành cho một cái cốc cà phê tự khuấy như này. Rất đẹp này. Đấy, có công tắc này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bên trong là bằng inox 304, bên ngoài bằng nhựa. Đó, bằng nhựa nguyên sinh rất sạch sẽ nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy giá sẽ là 90k cho em cốc tự khuấy như này nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong bằng thép không tỉ 304, có nắp đậy có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Sản phẩm mình để trong giỏ hàng nha các bạn. Đó, rất tiện ích luôn các bác nhá. Uống tự pha thì bên ngay em này nhé. Cốc khuấy tự động giúp việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong bằng thép không tỉ 304, có nắp đậy có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Đó, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái giá đỡ này bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho một con giá đỡ điện thoại này các bác nhá. Đấy, con này thì các bác có thể để cho em là dọc ngang đều được hết này, rất tiện ích luôn các bác theo. Đây, dọc ngang đều được hết nhá. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, em xoay đi cho các bác xem này nhá. Đấy, để dọc để ngang đều ok hết này. Các bác có thể xem YouTube, xem TikTok nhá, rất tiện ích luôn. Đấy, cái chỗ này em để nó còn đang gọi là không bằng phẳng mà vẫn ok luôn nhá. Đấy thì các bác có thể xoay đi như này. Xoay dọc xoay ngang đều ok hết cho em. Đó, rất tiện ích luôn các bác theo. Đó. Giá sẽ là 30k nhá. Bên em gửi thì nó sẽ trong hộp, về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong. Lắp đặt thì nó rất đơn giản thôi, có thể xoay ngang xoay dọc để các kiểu con nào đều được luôn nhá. Đó, đây. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30.000 cho em giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Thì khi các bác nhận hàng thì nó nguyên trong hộp và về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong, xoay đi xoay lại. Các bác dùng nó rất là tiện để mình để trên bàn ăn cơm ăn nước mình xem này, hoặc là các bác lướt TikTok có thứ rất ok. Giá đỡ điện thoại 30.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Đấy. Thì con này tên nó là đèn bão và nó có cả cái một cái đầu quạt như này, nên bên shop gọi nó là đèn bão quạt này. Quạt của nó chạy cực kỳ tít luôn nhá. Chạy rất là tít luôn. Đó các bác thấy không? Quạt chạy rất là tít luôn.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái đèn bão quạt thế này. Ngoài đèn ra thì nó sẽ là có quạt nhá. Đấy, ngoài đèn ra thì nó có quạt này. Ngoài quạt ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, đeo sách này. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, kéo lên là nó sáng, dập xuống là nó tắt này. Đấy, ngoài ra có tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Và có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá. Một dây sạc như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua bán thêm cái gì nữa. Giá là 100k nhá. Lên thì em là đèn bão quạt, giá sẽ là 100k cho con em đèn bão quạt thế này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sạc như này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái chân cắm này và một chân cắm sạc vào này, ngoài ra có cáp sạc luôn. Thì các bác có thể dùng đa di năng rất là tiện này. Đây, cắm sạc vào đây các bác nhá. Đấy, cắm sạc vào này. Đấy, cắm một phát là lên luôn các bác này. Đấy. Báo sạc luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Cái sạc dự phòng này bao nhiêu nhỉ? 230.000 bao ship cho các bác luôn nhá. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó rất là khủng luôn đây các bác này. Đây dung lượng pin của nó đây. Đấy. 20.000 mAh nhá, 20.000 mAh cực khủng luôn. Đấy các bác dùng có thể sạc 3 cái điện thoại hết pin một lúc cũng ok. Đấy dùng để sạc liên tục sử dự phòng cho vòng từ 3 đến 5 ngày thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá của nó sẽ là 230.000. Sạc dự phòng A này. Đấy, hoặc sạc dự phòng cũng được. Giá sẽ là 230k, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ. Cái này thì các bác dùng nó chuyên trị cho các bác. Thứ nhất là đau mỏi khớp gối này, khớp gà vai và đốt sống lưng nhá. Đấy, hàng này dùng cực kỳ là nhạy luôn. Hàng có thương hiệu của Hàn Quốc rồi. Các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm. Đó đây. Thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng Hàn Quốc này, 100ml. Đấy đây, toàn bộ chữ Hàn hết nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc. Các bác dùng là chuyên trị cho các bác là đau mỏi vai này, sống lưng, sống cổ các bác nhá. Đấy. Rồi các cái khớp gối, bác nào có tí tuổi mà đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện ích. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Đấy các bác lên cho em là keo 10 nhá. Một quận này thì chiều dài của nó thì bản của nó là 10cm và chiều dài khoảng là 5m nhá, khoảng 5m. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Keo 10, bản của nó là 10cm mà, bản này của nó sẽ là 10cm. Và giá thì sẽ là 40k cho một cuộn keo dán tôn như này nhá. 40.000 cho một cuộn keo dán tôn như này thì các bác dùng nó cũng khá là tiện ích luôn. Và các bác ứng dụng rất là nhiều, dán vào các cái phần ví dụ như là mái tôn rồi tường bị thấm dột các thứ các bác dán được hết nhá. Đặt ngay về gửi cho mọi người xem nha. Như nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt, thì cả ống. Đấy, chống thấm rất tốt luôn các bác nhá. Các bác cứ dán trực tiếp lên cho em này. Sau đó thì mình vệ sinh thì mình dán trực tiếp lên đây các bạn. Đấy, cái lớp keo cao su non của nó này, nó bám trực tiếp trên bề mặt này luôn, thì khi mình dùng nó rất là an toàn nhá. Đó, các cái phần thấm dột là các bác dán lên cho em là ok hết nhá. Lên cho em là keo dán tôn, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây giá sẽ là 40.000, các bác mở cái lấy khóa này ra này. Đấy là bật này là lửa sẽ lên này. Đó, có thấy không? Đây, bật này lửa lên này. Đấy, và đây là cái chỉnh to nhỏ đây nhá. Đấy, chỉnh to nhỏ đây. Cho nhỏ đây, và cái này là cái lẫy khóa này, không dùng thì các bác khóa vào cho em. Đấy, không dùng thì các bác khóa vào. Còn bình thường mở thì các bác bật này cho em, để mình bật nhá. Đấy, khóa cái này lại cho nó an toàn nhá. Đấy, cái này cái lẫy khóa này. Đây, bật này này. Đó, rất ngon luôn. Bật lửa cây, giá sẽ là 40k cho một con bật lửa cây như này nhá. 40k trên một em. Các bác có thể dùng để mình nhà mình làm lẩu làm nước này. Đấy, đồ ăn thì dùng cái này cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 40k nhá, 40k. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng theo em lên video, trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là cái túi vuông các bác này. Túi vuông thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu xanh như này các bác nhá. Đấy, màu nâu và màu xanh. Túi thì chiều cao khoảng 25, chiều rộng 20 và cái chiều ngang này của nó banh ra hết thì nó vào khoảng là 10cm. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây đeo bên trong như này. Chất liệu này của em thì nó là 100% là da bò tự nhiên cũng nhá. Da bò tự nhiên này. Đấy, các bác có thể về là các bác có thể dùng để test này. Đấy, đây, cái này nó rất là sắc nhá. Đây, em cào này các bác này, không hề có một vết nào luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây, em cào không hề có vết gì nhá.
Đấy, hoặc các bác có thể dùng để mình gọi là, đây, em cào con này, đấy, đây, cái này mà cào là chảy máu tay luôn đấy, mà đây không có vết gì luôn nhá. Hoặc các bác có thể dùng lấy máy lửa các bác đốt thoải mái luôn cho em. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi vuông có hai màu, màu xanh và màu nâu, giá sẽ là 180.000 cái túi vuông nhá. Lên cho em là túi vuông này, túi vuông giá sẽ là 180k đó. Tiếp theo thì bên shop về các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đây. Đấy, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này. Một dây một củ sạc, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ bao gồm là một dây và một củ sạc như này nhá. Đấy, hàng của iPhone nhá. iPhone. Đấy, dòng của iPhone iPhone 14 Pro Max các bác nhá. iPhone 14 Pro Max. Giá của nó sẽ là 60k. Lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k thì cái dây sạc nhanh iPhone như này, một củ một dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc và giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 25.000 cho một hộp này thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là găng tay bằng lụa nhá. Đấy, găng tay bằng lụa thì nó dùng nó rất là dai, mềm mịn và nó bám tay thì các bác dùng nó rất là thích đây. Đấy. Một hộp là 25 chiếc găng tay bằng giấy bóng lụa như này nhá. Giấy bóng lụa thì rất là mềm dai luôn. Tay người lớn, tay trẻ em, rồi tay to, tay nhỏ đều dùng được hết. Nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Có cái độ co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là sướng này. Đây các bác này. Đấy, rất là dai luôn, rất dai luôn và có cái độ co giãn nhất định nhá. Dùng nó rất là sướng luôn. Các bác có thể dùng đựng thực phẩm à, dùng để mình bóp nem, bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn hoặc là dọn dẹp vệ sinh đều được hết nhá. Rất dai luôn các bác này. Rất dai luôn. Nó là giấy bóng lụa thì nó rất là dai nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã theo là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn này. Giá sẽ là 25k trên một hộp này bao gồm là từ 80 đến 100 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái gắp như này các bác này. Đấy, để các bác gắp thực phẩm, gắp thức ăn này. Đây ví dụ như đây là con cá này. Các bác có thể lật con cá này hoặc là nem rán hoặc là nói chung là tất cả cái đồ chiên, đồ nóng này. Các bác lật qua lật lại cho em. Đấy. Lên cho em là gắp nóng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 trong con gắp nóng như này. Nhà nào chế biến đồ ăn thực phẩm thì cũng vẫn phải dùng con này, nó rất là tiện luôn, bằng inox sạch đẹp nhá. Lên cho em là gắp nóng này, đó. Gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cái gắp nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu. Cái này thì các bác về các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nhá, để mình sử dụng, để mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt rồi sử dụng đa di năng được luôn. Thì các bác dùng con này nó rất là tiện. Về mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em là mình dùng thôi, rất là tiện nhá. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái gắp như này các bác này. Kèm một cái gắp như này. Đấy, về nhà các bác rửa sạch vệ sinh đi, sau đó thì các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Đấy, bỏ vào khay đá cũng được, bỏ vào ngăn đá. Thì khi mà các bác dùng thì mình lấy ra mình cho vào cốc bia, cốc đá thì mình uống nó sẽ còn nguyên cái độ ngọt của nó các bác nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này. 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Đấy, vật mũi đứng thì các bác đặt ở đây cho em. Đấy, khi nào các bác dùng chức năng là bắt mũi tự động thì các bác sẽ cắm cái nguồn này vào nhé. Và bật lên cho em như này là con mũi nó sẽ bay và nó sẽ chập này. Đấy các bác nhá. Còn bình thường thì các bác sử dụng bình thường thì các bác dùng chức năng bắt mũi tự động hoặc vật mũi này. Đây các bác này. Đấy. Chập rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ có 3 nấc này, tắt đi này và nấc số 1 này. Đấy, và nấc số 2 nhá. Đấy, bắt mũi thì các bác dùng bình thường này cho em. Đấy, chập rất là mạnh luôn. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con vật mũi đứng như này. Hàng thì nó sẽ là đây. Đấy, có các cái thông số đây này. Lên tới 300V luôn nhá. 300V này. Đấy. Đây, chân sạc chân giếc của nó này. Các bác đặt vào cái đế này là xong. Đặt vào cái đế này nó sẽ tự sạc cho các bác luôn. Lên cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng giá của nó sẽ là 150k. Đó, 150k cho cái vật mũi đứng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi và kèm cho các bác là một lọ kem và một cái bàn cạo như này. Đấy, một lọ kem, một bàn cạo và 30 lưỡi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60k bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, một hộp kem và một bàn chải này. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này nhá. Đấy, dòng lưỡi kép như này thì dùng rất là tiện ích luôn. Lưỡi kép sáng bóng các bạn dùng rất tiện ích và một bộ này các bác có thể dùng
quanh năm ngày tháng cho em nhá. Đấy, dùng quanh năm ngày tháng cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kem như này mà giá chỉ có cho các bác là đi 60k thôi, 60k nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này, giá sẽ là 60.000. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc đấy. Về thì nó sẽ có cho các bác là mấy màu như này nhá. Đấy, mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40k cho một con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 1m4, chiều ngang là 70 và chiều dài là 1m4 nhá. Rất to luôn các bác này. Đấy. Ngang 70, dài 1m4. Các bác có thể choàng lên cả người luôn. Thì các bác dùng để mình tắm xong mình lau khô nhá. Đấy, hoặc là mình dùng rất là tiện ích luôn, mang đi tắm biển tắm biếc cũng rất là tiện ích này. Một mặt là bông thô, mặt bông mịn, chất liệu 100% bông tự nhiên thấm hút nước tốt nhá, dùng rất là thích luôn. Đấy, màu thì sạch đẹp nhã nhặn các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc khăn này thôi các bác này. 40.000 cho một chiếc khăn như này các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Lên mã cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. 140 cm nhé, giá thì sẽ là 40k, 40k cho cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhé. Khăn mặt thì cái này nó sẽ là theo bán theo chiếc, 20.000 sẽ là 3 cái nhé, 20.000 là 3 cái. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50, 20.000 cho 3 cái. Đấy thì các bác có thể dùng để mình rửa mặt này. Đấy, hoặc nhà có khách có khứa này, hoặc là ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn ghế, lau bát, lau đũa rồi mình để mình dùng ra. Rất là tiện, dùng vào việc gì cũng được. Nhà có cỗ có bàn mình sử dụng để mình lau tay lau chân đều ok hết nhá. Hoặc nhà có khách có khứa thì phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích, sạch sẽ các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 60k trên 10 cái thôi. Đấy, 60k nhá, 60k trên 10 cái này. Trên 10 cái, còn mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k trên 3 cái nhá. 20.000 3 cái và 60.000 trên 10 cái các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật to này. Đấy, khay chữ nhật to. Cái khay chữ nhật to này bao nhiêu đấy? Khay chữ nhật to nhá. Con này sẽ là 40.000 cho một khay chữ nhật to như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay và một cái nắp như này nhá. Một khay và một cái nắp như này. Thì nó rất là tiện ích các bác này. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, inox 304 này. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín này, chế biến thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Ưu điểm của con này nó sẽ có cái nắp đậy như này thì các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, không sợ bị bẩn, bị bụi hoặc là nói chung là côn trùng xâm nhập. Đấy, và hàng thì đẹp, sáng bóng cho các bác luôn. Đấy. Bên ngoài này nó đều còn đang bọc giấy bóng chống xước hết các bác. Đấy, chống xước hết. Inox 304 đẹp sáng bóng nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là 1 lít nhá, vào khoảng 1 lít. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 1 lít đến hơn 1 lít một chút. Đấy này các bác này. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 20 cm, chiều dài thì khoảng 25 cm và độ cao thì vào khoảng là 7 cm. Đó, rất tiện ích luôn. Lên cho em đó là khay chữ nhật to nhá. Đấy, khay chữ nhật to. Minh ơi, lấy anh cái khay bé. Khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. 40.000, lấy cho anh cái khay bé nào. Đấy, hết mất rồi. Rồi, ok các bác nhá. Đó, thì khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi, ok. Đây rồi, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục các cái mã giảm giá cực sốc cho các bác luôn. Đó, mã tri ân, mã giảm giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có vài k trên một sản phẩm thôi các bác nhá. Lưu ý các bác đã còn không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp các bác này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Đó, kẹp đơn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 ba cái. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. 20.000 sẽ là 5 chiếc nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Đấy, lên mã cho em là kẹp đơn nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Và bác nào mua số lượng là từ 10 cái trở lên thì sẽ là 40.000 cho 11 chiếc nhá. Đấy, bên em sẽ bán là 40.000 11 chiếc, còn mua 20.000 sẽ là 5 cái. Lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn, kẹp đơn. Đó, lên cho em là kẹp đơn nhá. Đó, kẹp đơn này. Giá của nó thì đợt này về cho bác giá tốt nhá. 20k này sẽ là bằng 5 cái nhá, bằng 5 cái. Và 40k nhá, 40k thì sẽ là 10 cái. 20k này là bằng 5 cái nhá. Đó. Và
40k. Đấy, 40k thì sẽ là 10 cái và tặng thêm 1. Đấy, 40k thì sẽ là 11 cái nhá. Đấy. 10 cái tặng 1 tức là 40.000 là 11 chiếc. Còn lại là 20.000 thì sẽ là 5 cái nhá. Bác nào mua cả 10 cái thì bên em sẽ tặng 1. Đó, 10 cái tặng 1. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này. Một là màu trắng, hai là màu xanh thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Cái màu này thì nó không quan trọng lắm. Đấy, đây các bác này. Cái này thì kẹp cực kỳ là chắc và kẹp cực kỳ ngon luôn đây các bác này. Đấy, kẹp rất là chắc nhá. Đấy, các bác có thể dùng để phơi quần, phơi áo, phơi đồ rất là tiện luôn. Đấy, hoặc là kẹp những cái quần áo đơn giản ở trong tủ nhà mình. Đấy, nó bằng lò xo cứng như này, dùng rất là thích, inox sáng bóng đẹp nhá. Lên cho em là kẹp đơn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái này là cái gì nhỉ? Que hàn. Que hàn nhiệt nhá. Đấy. Thì nó sẽ là 25.000 cho một túi như này, một túi này bao gồm 3 cái này. Đấy, khi mà nó vận chuyển đến thì cái này nó rất là giòn, thế nên nó có dấu hiệu là bị gãy. Đây, em chạm nhẹ nó đã gãy rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Tại vì báo thẳng với các bác luôn là khi các bác nhận hàng thì có thể nó sẽ bị gãy nhá. Thì các bác hết sức thông cảm thôi. Cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ là nó sẽ gãy rồi, nhưng mà cái này dùng nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình gọi là hàn vào các cái vị trí nào đó mà nó bị thủng này, bị thấm rột này. Đấy, hàn nhôm, hàn sắt, hàn đồng, hàn chì đều được hết nhá. Các bác chỉ cần lấy máy lửa mà đốt vào xong. Đấy, cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ nó gãy rồi. Cho nên là các bác cũng thông cảm thêm thôi. Đấy, nói thẳng luôn các bác là khi các bác nhận được hàng là nó sẽ bị gãy nhá. Nó sẽ bị gãy, không tránh khỏi đâu. Thì cái gãy này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhá. Lên thêm là que hàn nhiệt. Que hàn nhiệt nhá. Đấy. Que hàn nhiệt giá sẽ là que hàn nhiệt này. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trên một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đúng không này? Phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi vị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi vị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ. Đấy, rất là tiện luôn nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp và an toàn cho cả bà mẹ và trẻ em luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây. Đấy, an toàn cho cả bà mẹ trẻ em nhá. Combo của cho các bác là sẽ là một đèn sông tinh dầu như này và có tới cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ, thì có cho các bác là 120.000 cho một con đèn sông tinh dầu này thôi. Đấy, các bác xoáy cái lọ tinh dầu này vào cho em này, bật nút này lên này, cắm điện bật nút lên là xong nhá. Không dùng thì các bác lại tắt đi cho em. Đó. Và ngày đầu tiên thì các bác cứ dùng cho em liên tục trong vòng 3 ngày đầu tiên nhá. Còn tiếp theo thì các bác cứ tầm khoảng 4 giờ chiều các bác bật lên cho em, và đến lúc nào đi ngủ thì các bác tắt đi là nhà bác sẽ không còn một con muỗi nào luôn. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi nhá, hàng của thương hiệu Wanza của Nhật các bác nhá. Đó, giá thì gì? Có cho các bác là 120.000 mà có tới 4 lọ tinh dầu luôn. Đấy, lên cho em là sông tinh dầu muỗi này, sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái bộ đèn sông tinh dầu muỗi như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu thuốc như này, thì các bác có thể dùng rất là tiện và đa di năng luôn này. Đấy, đây một cái tẩu thuốc như này, cái thân của nó thì bằng nhựa và sơn giả đồng nhá. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa chịu nhiệt, và còn cái đầu tẩu này bằng đồng này, đầu tẩu này bằng đồng thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mấy nhỉ, 70.000 cho một cái tẩu thuốc như này nhá. Cái đầu này thì nó sẽ là bằng kim loại này, bằng kim loại và có gioăng giết các thứ đầy đủ luôn. Đấy, các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá, giá sẽ là 70.000. thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện này các bác này. Đấy, đây thuốc lào, thuốc lá chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp cho em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc giá sẽ là 70k. Đó, tẩu thuốc này giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000 cho cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khăn lau bếp nhá. Một bịch này của nó thì sẽ bao gồm là 10 chiếc khăn lau bếp như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông nhá, thấm hút cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn lau bếp, bên em gọi chung nó là khăn lau bếp. Giá thì chỉ có 30k cho một bịch như này thôi. Một bịch là 10 chiếc. Đấy, nhà bác nào có đình đám cỗ bàn mua cái này cho em 2-3 bịch dùng thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau bếp, giá sẽ là 30k nhá, 30k. Bỏ cho anh kia hai cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông, cả cái đèn kia luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Đấy.
3 đôi như này các bác này. Đấy, 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi như này nhá. Tính ra vào có 30.000 một đôi thôi. Thì nó sẽ là một chậu và một rổ như này. Chất liệu của nó này, nhựa này là nhựa siêu mềm luôn các bác nhá. Nhựa siêu mềm, nhựa Việt Nhật luôn. Dùng rất là thích các bác này. Đấy, bóp vào ấn ra thoải mái luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông hàng của Việt Nhật nhá. Rổ vuông này. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cầm anh cái mài ba khe kia luôn. Mài dao ba khe đầu bếp nhá. Đấy, các bác lên cho em là mài đầu bếp này, hàng của Asaka Japan của Nhật nhá. Con mài đầu bếp như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con mài đầu bếp như này. Đấy, thì nó sẽ là dòng ba khe như này, 1 2 3. Đấy, như bên em về nó có hai mẫu, một mẫu là hàng cao cấp và một mẫu là hàng chuyên dùng cho nhà hàng nhà bếp này. Đấy, nhà hàng nhà bếp thì con này sẽ là 40.000. Đấy, thì các bác lên cho em con này sẽ là mài đầu bếp 40.000 nhá. Ngoài ra thì có một con hàng cao cấp của Nhật đây. Đấy, Katashiwa Made in Japan, hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp dùng cho cao cấp dùng cho phổ thông nhá. Đấy, rất cao cấp cho các bác luôn. Đấy, dùng cho VIP được các bác này. Đấy, đây, Katashiwa Made in Japan. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Mài ba khe đỏ, ba khe đỏ nhá. Ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Con này thì hàng cao cấp, giá 130.000. Còn con này thì chuyên dùng cho các nhà hàng đầu bếp, khách sạn nhà hàng. Đấy, thì lên cho em là mài đầu bếp, giá sẽ là 40.000 nhá, cũng đều là hàng của Nhật hết. Thì con này nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn, đầu bếp mà. Lên cho em là mài đầu bếp. Mài đầu bếp này. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con mài đầu bếp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái này là cái gì nhỉ? Chân đỡ đa năng các bác nhá, chân đỡ đa năng. Thì con này các bác dùng để mình đỡ máy giặt này, rồi tủ lạnh, rồi nói chung là đa chức năng luôn. Các bác có thể nâng lên hạ xuống. Ở những cái mặt bằng mà các bác bị hạn chế chiều cái độ thăng bằng nó không bằng nhau thì các bác đặt cho em. Đặc biệt là máy giặt này, rồi máy giặt này, rồi là giường, tủ, bàn, ghế đều đỡ được hết nhá. Đấy, sức nặng của nó là lên tới hàng tạ luôn, cho nên các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây, đấy. Các bác này, đấy thì các bác có thể để tủ lạnh này, hoặc để máy giặt này, hoặc là các cái đồ đoàn giường chiếu cũng đều kê ok hết nhá. Một bộ này của nó thì 4 chiếc, để các bác kê tủ lạnh, kê bàn, kê ghế đều được hết nhá. Giá thì sẽ là cái bộ đỡ này là bao nhiêu đây? Dạ. Bao nhiêu cái bộ này? Chân đỡ đa năng này. Chân đỡ đa năng nhá. Chân đỡ đa năng giá sẽ là 50k cho một cái bộ chân đỡ đa năng như này, bao gồm 4 chiếc. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây em sẽ có video thực tế. Đây các bác này. Đấy, nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ là một cái chân đỡ như này các bác này. Bộ của nó bao gồm 4 chiếc. Thì các bác có thể dùng để mình đấy, để chân tủ lạnh này, rồi tủ lạnh, máy giặt, rồi các cái đồ mà các bác cần kê lên, chịu lực tốt luôn. Chiều cao tối đa của nó sẽ là 12cm nhá. Đó, chịu lực tốt, chống rung rất là tốt luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho bác là 50k một bộ này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn gậy nhá. Đèn gậy, giá sẽ là 140.000 cho một con đèn gậy như này. Nguyên cái hộp của nó đã là xịn sò rồi các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Có kèm một cáp sạc và một cái sạc ngoài luôn các bác này. Một cái đầu sạc ngoài như này, một cái củ sạc ngoài như này các bác này. Đấy, đây là cái chân sạc của nó này. Rất tiện ích luôn nhá. Cái này không phải đâu các bác nhá. Cái này là ở bên ngoài này, không liên quan đâu. Nó chỉ có cho các bác một cái chân sạc này thôi. Chân sạc này về các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây này. Đấy, đây nó báo pin nhiều các này. Đấy, nó báo pin ngược lại đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái chân sạc như này, thân của nó bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ có cho các bác bao gồm là ở ngoài đấy, ngoài đây một túi. Một đôi pin như này thôi, một đôi pin như này, cả hộp cả thùng. Một đôi pin này. Đấy, một đôi pin này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Và ở đây thì nó là một đôi pin kép luôn, hai viên pin 18650. Đấy, rất sáng các bác. Con này thì các bác có thể dùng để trên ô tô này, vừa làm gậy để mình phòng bị rất là tốt này. Đấy, rất sáng các bác nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đấy, rất tiện cho các bác luôn. Đó, đặc biệt là các bác nào hay đi ô tô này hoặc đi ngoài đường này, cần dùng một cái đèn có cái độ sáng là tương đối này và an toàn, dùng để làm vũ khí nhá. Đấy, dùng gọi là các bác dùng để phòng thân đấy. Cho nên là em gọi nó là đèn gậy. Thì các bác có dùng rất tốt luôn này. Đấy, quánh đập này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn gậy nhá. Đèn gậy 140k cho một con đèn gậy như này, rất tiện ích luôn này. Lên cho em là đèn gậy thì giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này. Đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn.
nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng đánh việc của nhận hàng nhé. Đó thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bác, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn và nó rất là an toàn nhá, rất là an toàn này các bác. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Đèn xoay giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này. Rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này. Các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá này sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào như này các này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia trong cái hộp như này các bác nhá. Đấy, trong hộp long ben hắc lào này. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lót giày thì bên shop lại về số lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, lót giày quế. Hàng dùng thì các bác dùng nó sẽ gọi là chống hôi chân rồi chống da mồ hôi chân rồi, nói chung là các bác dùng là rất là an toàn luôn. Đây, lót giày quế thơm này. Đấy, chất lượng số 1 Việt Nam luôn. Con này dùng cực kỳ an toàn. Các bác dùng để mình lót giày để chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rồi là chống bị nấm mốc các thứ nhá. Giá này sẽ là 10k trên một đôi lót giày như này. Lên cho em là lót giày quế 10k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ đôi nạo Đức này, bộ đôi nạo Đức. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc này, một chiếc nạo ngang và một chiếc nạo dọc như này. Đấy. Cái này thì em gọi là nạo dọc này. Đấy, nạo dọc và cái này thì gọi là nạo ngang nhá. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy. Thì một đôi nạo Đức như này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi nạo như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Đấy, giá thì chỉ có 70k thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Cực kỳ hạt rẻ nhá. Hai chiếc nạo như này mà giá chỉ có 70.000 thôi. Lên mã cho em là bộ đôi nạo Đức này. Đấy, bộ đôi nạo này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá sẽ là 70k nhá. 70k trên bộ đôi nạo Đức như này. Tiếp theo thì cái chảo than chảo tổ ong này, chảo lưới tổ ong bên shop lại về nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là chảo tổ ong chống dính cực kỳ tốt luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga đều ok hết nhá, bếp từ bếp ga đều ok hết này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới chống dính như này, đường kính của nó vào khoảng là 27 28 cm nhá, có quai cầm như này, chốt đinh cực kỳ là ngon và chống nóng rất là tốt nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, chảo thì nó sẽ là hàng khá là dày dẫn chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn và có tráng chống dính này, rồi là có dập lưới chống dính như này.
các bác lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong. Con này thì đường kính khoảng 27-28 cm. Chảo tổ ong giá sẽ là 140.000 thì cái chảo tổ ong như này nhá. 140k trong con chảo tổ ong như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Cái mã giúp cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một con sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhé. Đấy, nó sẽ là bao gồm là một thân máy như này, Osaka Japan này. Con này sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là đây. Đấy, điện 220V này, công suất của nó sẽ là 350W nhé. Các bác có thể dùng để xay cua, xay tôm, xay cá, xay thịt, xay sinh tố đều ok hết nhé. Nó sẽ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kép như này con này. Đây, một bộ lưỡi kép như này bao gồm là 4 lưỡi như này nhá, 4 lưỡi sắc bén cho các bác luôn. Đó, đây. 4 lưỡi sắc bén như này các bác này. Dùng thì rất là thích luôn các nhá. Đó. Và các bác chỉ cần đặt vào máy như này là mình sử dụng thôi. Đây. Đặt vào máy này, sau đó thì mình nhấp như này là máy sẽ chạy nhá. Sử dụng điện 220V, có dùng cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Nên mã giúp cho em là máy xay Osaka. Giá của nó sẽ là 145.000 nhá. Đấy. Đây mã giúp cho em là máy xay Osaka này, 145k nhá. 145k cho một con máy xay Osaka như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái bộ móng tay và đựng trong một cái ví như này. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, 1 2 3 này. Đấy một cái bấm to, một cái bấm nhỏ và một cái bấm khóe. Đấy, nó lệch như này. Bộ nhíp này, kéo tỉa lông mũi này, đầy đủ bộ phận như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 thôi, 60.000. Lên mã giúp cho em là bộ ví hồng nhá, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác lên cho em là ví hồng này, đó. Ví hồng, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải, cái này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một vỉ bàn chải hàng của Nhật như này nhá. Đấy. Hàng này thì tiêu chuẩn là chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng. Bác nào hay bị cái chứng viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Đấy. Làm sạch hoàn toàn và dùng thì rất là tốt luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy. Vỉ bàn chải giá cực hạt rẻ luôn, 25k cho một vỉ như này nhá. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 chiếc. 6 chiếc bàn chải hàng nội địa của Nhật như này mà giá chỉ có 25k thôi. 6 cái này, đầy đủ màu sắc cho các bác luôn nhá. Đấy, chất liệu là lông tơ cực kỳ là mềm mảnh luôn, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Vì bàn chải giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái con máy này. Các bác lên mã giúp cho em đó sẽ là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột. Con này thì công năng của nó thì giúp là đuổi chuột, đuổi côn trùng, đuổi kiến gián nhá. Đấy, chuyên để đuổi chuột, côn trùng, kiến gián này. Đấy. Chuyên để đuổi chuột, đuổi côn trùng, kiến gián. Và giá của nó sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột, côn trùng, kiến gián như này. Lên cho em là máy đuổi chuột này, máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Máy đuổi chuột 35.000 nhá. Mát xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đấy, giá chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 5k cho con cân 5 như này. Các bác lên mã giúp cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân cho các bác được là 5kg nhá. Đấy, cân cho các bác được là 5kg. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 50.000 cho một con cân 5 này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ và là các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em là cân 5. Đây các bác này. Đấy. Hàng này về thì nó sẽ có lô có pin và lô không có pin nhá. Lô này thì lại có pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em này. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào là mình dùng này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đó, đây.
Đấy, bật nguồn lên các bạn này. Đấy, bật nguồn lên sau đó thì mình cân thôi. Đây nhá. Đấy, ví dụ em cân cái điện thoại của em này. Con điện thoại của em đang là 219 220 gram này. Các bác nhấn nút nguồn này. Đấy, nhấn nút nguồn này nó sẽ về không và các bác cân cái bộ ví hồng này. Đấy, cân bộ ví hồng là 184-85 gram này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đó, thì các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn chức năng trừ bì cho em. Ngoài ra thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5 này. Cân 5, giá sẽ là 50k cho em cân 5 như này nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ khoan mini như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, đấy, một thân máy và tất cả các cái đầu vít này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe mẹ con đầy đủ cho các bác này. Đấy. Có những cái đầu vít nhỏ này để các bác đưa vào các cái ốc vít khó này. Đó. Sau đó thì sẽ có cho các bác là một thân máy như này nhá, một thân máy như này các bác này. Đấy, đây. Máy thì chạy rất là khỏe và con này thì nó sẽ có thể đảo chiều được luôn các bác này. Có thể đảo chiều được các bác này. Rất tiện luôn nhá. Máy thì chạy rất là khỏe luôn. Có cho các bác các cái đầu vít như này thì các bác tháo lắp vít này. Rất là tiện ích nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã kia là máy vít nhá. Đấy. Có cả đầu lục giác luôn nhá. Có cả đầu lục giác này. Lục giác của nó thì sẽ là từ 4 đến 12 nhá. Từ 4 đến 12. Đó, từ 5 đến 12 cho các bác. Đấy. Đầu lục giác và đầu vít các cái chi tiết đầy đủ như này. Mà giá thì cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp tục các sản phẩm lót giày quế chống hôi chân, chống nấm mốc rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đôi lót giày như này. Giá thì đang trân trọng thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 10k thôi. 10k cho một cái đôi lót giày như này nhá. Giá cực kỳ là Việt Nam luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở đây thì có sẵn quế cho các bác nhá. Có sẵn quế cho các bác luôn, nó tẩm sẵn quế bên trong này rồi. Các bác đi thì nó sẽ là chống nấm mốc, chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 10k thôi nhá. Lên cho em là lót giày quế nhá. Lót giày quế này. Đấy. Lót giày quế giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một chiếc như này. 10k trong chiếc này các bác này. Đấy. 10k trên một bịch như này bao gồm là một đôi nhá. 10k một đôi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. 10.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo này. Cái này thì các bác có thể dùng để đi câu, đi kẹo hoặc là đi chợ đi búa. Hoặc là các bác dùng làm thợ làm nghề. Đấy mà muốn treo, muốn cân như này rất là tiện luôn. Đó. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một viên pin như này nhá. Pin này thì các bác dùng nó là pin năng lượng mặt trời cho nên là không lo bị hết pin. Còn hết thì các bác ra ngoài hiệu sách các bác mua cho em nó rất là tiện thôi. Các bác cứ ra hiệu sách là có thôi. Đấy lắp vào đây cho em này. Đấy lắp vào đây. Đấy thì các bác lắp đúng chiều cho em nhá. Nếu lắp sai chiều mà đèn nó không lên đây. Đấy thì các bác chỉnh lại cho em là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện luôn. Đấy nó sẽ có dây quay đeo như này. Thì các bác dùng để mình cân kẹo các thứ nó rất là tiện. Tối đa của nó là lên tới 50 cân nhá, 50 cân. Và con này thì nó sẽ có cả cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ luôn này. Đấy nhiệt độ luôn. Miền Bắc giờ đang là 35 36 độ C này, rất là nóng luôn nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân cho em thôi. Đây, ví dụ em cân cho bác cái con thước ấy này. Đấy con thước 10 m này. Con thước 10 m này là nặng là 0,26 kg. Đây các bác này. Đấy. Nặng 0,26 kg tức là 2 lạng 6 nhá. Đây, con thước rút từ hãng 10 m này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Con 10 m này thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái loại 5m và 7m rưỡi nữa. Con 5m là 40.000, con 7m rưỡi là 50.000 và con 10m thì sẽ là 60.000. Đó, đây các bác này. Đấy, rút ra rút vào rất là tiện luôn nhá. Đấy, thì giới thiệu nhanh cái thước rút như này. Còn cái cân này của nó thì nó sẽ là nhớ này, nó sẽ nhớ số một lúc như này sau đó thì nó sẽ tắt này. Hoặc các bác có thể chuyển trực tiếp về không như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo cầm tay như này rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70.000 cho một cái cân treo cầm tay như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân treo này. Cân treo giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike. Đấy một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu cái này có màu đen và màu gì nhỉ? Đấy, màu đen thôi nhá. Đợt này em về thì chỉ còn màu đen thôi. Giá thì sẽ là 80.000 cho một vỉ một hộp bao gồm 5 đôi. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 10 cm là cái chiều cao của cái phần gót này là 10 cm nhá. Đấy. Còn tất này là dòng phổ thông rồi, tất Nike của Nhật. Chống hôi chân rất là tốt luôn. Đó. Một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này. Đó, tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái hộp tất hộp 5 như này. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay.
Con này thì sẽ là 100.000 và sạc năng lượng mặt trời, có kèm một cái cáp sạc như này và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đây, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đó, và có báo pin này các bạn này. Đây có báo pin đây. Đấy, có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đang nhấp nháy này là nó báo là đang sạc pin nhá. Đó, rất tiện luôn. Có chế độ là sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu đầy đủ nhá. Đầu tiên là một cái đèn cầu như này, tiếp theo là hai đèn LED hai bên này và tiếp theo nữa là một con pha dọ như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, nó sẽ là một cái đầu như này và nó sẽ có cái hệ hai bánh răng chuyển động. Các bác có thể lắp vào máy khoan, máy cắt, máy mài, lắp vào máy khoan, máy cắt, đặc biệt là đầu máy khoan pin nhá, máy khoan pin. Đây. Đấy, các bác lắp vào cái đầu máy khoan pin, lắp đúng như này cho em này, cắt rất là tiện luôn. Và con này thì giá thì sẽ là 140.000 nhá, 140.000 thì cái bộ sản phẩm này lắp vào nó sẽ như này cho em. Đấy. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Giá sẽ là 140.000, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này luôn. Em bán rất là nhiều rồi, lắp vào là cắt được luôn. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác thấy không? Các bác xem cắt tôn múi này, rất ok luôn. Không những là cắt mà còn lượn tôn sóng các thứ được hết nhá. Cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua hộ em nhá. Cả cái đèn với cái sơn đi luôn. Các bác đang có một cái máy khoan và muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển sơn đổi nhá. Đây các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn các bác nhá. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này. Rất đấy, cắt lượn sóng các thứ ok luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là đèn và nó giả cái cam mô hình, gọi là nó là cái cam giả thôi. Đấy, nhưng mà nó thực chất nó là một cái đèn và rất là sáng luôn. Cái này thì nó sẽ hết năng lượng mặt trời rồi. Đó, về nhà thì các bác cứ bỏ ra ngoài nắng là nó sẽ có ánh sáng thôi. Thì khi các bác lắp thì lắp cho em cái chỗ có ánh sáng là được nhá. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 cho cái đèn cam mô hình như này. Đấy, lên cho em là đèn cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Con này là 120.000 cho con đèn mang sông như này. 120.000 các bạn, rất tiện luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Lô này về thì nó lại là ánh sáng vàng. Đấy, em về thì có lô ánh sáng trắng, có lô ánh sáng vàng nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác này. Đó, có điều chỉnh nhiệt độ như này. Cái này của nó bằng nhựa nhưng mà nó là một cái dòng nhựa fit rất là chắc chắn nhá. Một cái dòng nhựa fit rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Có điều chỉnh sáng tối, các bác có thể dùng để decor trang trí phòng ăn, phòng ngủ hoặc là sân vườn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, 120.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông rất là đẹp luôn. Đèn mang sông này. Đèn mang sông giá sẽ là 120k. 120k cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai sơn inox nhá. Sơn inox này. Các bác dùng để mình xịt vào các cái bề mặt như là dùng để mình xịt vào các cái bề mặt là chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Trước khi xịt lắc đều cho em này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn inox xịn sò luôn. Đó, sơn vào nó sẽ chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt các bác này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đó, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt nhá. Chuyên để chống rỉ, đặc biệt là các bác dùng ở trong tàu, ngành tàu biển hoặc là các cái thiết bị nhà mình bị rỉ sét ăn mòn. Lên theo là sơn inox, giá của nó sẽ là 80k cho một chai sơn inox như này nhá. 80.000 cho một bịch sơn inox như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 180g và 350ml các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác này, keo vá tường. Đấy, đây nó sẽ là một lọ keo như này. Xoáy ra cho em này. Đấy, sau đó thì các cái phần mà tường bị thấm rột bong chốc các bác bôi lên cho em, bôi lên sau đó thì mình vuốt cho nó phẳng đi. Thế là sẽ có một cái lớp tường mới rất là xịn sò luôn đây các bác này. Đó. Nhà có trẻ em nó chuyên tô vẽ bẩn hoặc là các cái phần tường bị bong chốc bị nứt nhá. Lên theo là keo vá tường giá sẽ là 40.000 các bạn này. Keo vá tường chống thấm này ngay, rất đơn giản, chỉ cần nặn một lượng keo vừa đủ, dùng dụng cụ chất tường tận đèn để tán đều keo là xong rồi. Keo này dùng nhựa gốc Ecosi và chất chắn đặc biệt nên chống thấm, bám dính tốt, giúp phục hồi từng nhà bạn rất nhanh và còn rất an toàn đấy ạ. Link mua hàng chính hãng tôi để ngay dưới đây. Rất là tiện các bạn nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đây một con khóa chống trộm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một khóa này, một vỉ pin như này và ba cái chìa nữa, rất là tiện luôn. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có còi hú thì rất là tiện nhá. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng bình thường thì nó sẽ không kêu nhưng các bác đảo chiều lại cho em là sẽ kêu nhá. Chạm là sẽ kêu các bác này. Đấy.
các bác đảo chiều lại thì nó không kêu nhá. Đấy, và các bác dùng chiều kêu thì nó sẽ kêu này. Đấy, có người chạm tác động vào khóa là nó sẽ kêu các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy, giá thì sẽ là cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 một con khóa chống trộm như này nhá, bao gồm cho là ba chìa rãnh này, ba chìa rãnh một khóa và một vỉ pin luôn. Đấy, một vỉ pin như này, các bác về các bác thay pin cho em. Thay pin thì thay ở dưới đít nhá, thay ở dưới đít. À, các bác thay pin thì các bác xoáy ốc ra và thay ở dưới đít cho em. Đấy, giá sẽ là 80k. Lên mã cho em là khóa chống trộm nhá. Đấy, khóa chống trộm này, giá sẽ là 80k cho mấy em khóa chống trộm như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo này, băng keo hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, và hàng lại về số lượng và giá rất yêu thương cho bác luôn. Quận nhỏ thì sẽ là 5k nhá, quận nhỏ là 5k đây. Quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to như này sẽ là 10.000 này, quận to là 10.000 này. Còn các bác nào mua theo cân ký thì sẽ rẻ hơn đây. Quận nhỏ này sẽ là 5.000 nhá. Đây, các cái quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to này là 10.000 này. Và mua cả cân thì sẽ là 80.000 một cân, còn nửa cân là 40.000. Hàng thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền cho các bác luôn. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền và gần như không có lõi nhá. Hàng nội địa của Nhật hết nhá, hàng nội địa của Nhật hết. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Made in Japan đàng hoàng nhá đây các bác này. Hàng của thương hiệu DNK, Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Đấy, Made in Japan nhá. Đây, siêu dai luôn các bác, rất dai, rất dính và băng keo mỏng như này là quấn rất là da luôn các bác này. Đây. Đấy, các bác theo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cân là sẽ là 80k một kg nhá. 80k một kg, nửa cân thì sẽ là một nửa tiền. Và quận nhỏ là 10.000 và quận to sẽ là, quận nhỏ là 5.000, quận to 10.000. Rồi, các số hotline bên em các bác liên hệ rồi ok.